chụp đây nè, cá lại tắn hấu chân nè, đi qua đây nè. Tắn hấu chân. Sâu vô. Quê tôi cá cỡ vậy rồi mấy bạn ơi. Đâu. Quá trời cá. À nhử mồi. Tao có đủ lỗi luôn. Vì chắc làm hồ thất nghiệp bây giờ rồi. Kiếm phải kiếm được khác hả? Ừ, cho bà xây bán giả cho người ta ăn đó. Ừ. Mà kiếm tiền cho mấy đứa cháu đi học chứ tiền đâu. Ừ. Ba đứa đi học là 60 ngàn rồi, không tính thì một tháng là trả ra nhiêu tiền rồi. Ừ. Không ra tiền. Đâu điều kiện kiếm cái khác. Hồ thì mà cũng nói. Tôi chạy tham lắm mà ngã con cá gì tôi ngán mặn. Bởi vậy. Lớn lớn tuổi rồi. Ngồi họ đau lưng chết mẹ vậy. Chạy 4 bến là rồi đó, thấy lô là nghỉ rồi. Trời. Chài một là ăn thoải mái. Ủa, ăn ngày không hết. À, dễ gì trời. Ừ. Ơi trời. Này nó nhạy hơn ha. Nó mau chìm đó. Ừ, đúng rồi. Bữa kiếm được vài trăm không? Chừng trăm ngoài à. Là ngày nào cũng vậy hết trơn hả? Ừ. Trời ơi. Cũng dần ha. Dài rồi, tội gì mà cái vợ tôi đi làm về cái nhiều cái nó say. Ừ. Nó đi xây ra cái nó bán theo mấy trường học, người ta đi rước học trò đó. Ờ. Xây ra mấy có bán nó mấy có giá ha. Ừ. Chứ để về ít ai mua nữa. Xây ra bán 70 ngàn ký. Bởi vậy. Ừ. Dễ ăn nữa. Tên đường gì chính là chính chạy rồi hả? Chưa, hôm cả tuần nay không có xuống dưới. Dạ hả? Xuống dưới đoạn dắt chiều con nít nó bấm nó quậy quá quậy. Ừ. Đó, có đó. Oh. Wow. Ít. Trời ơi, nhiêu đây mà còn gì nữa. Ít hơn cái chài nãy rồi. Ừ. Ít hơn. Ừ. Nước rộng là chài đông cá phi nhiều. Ừ. Dớt chài nữa hả? Nghỉ rồi. Nghỉ rồi. Bến chài một vậy đó. Ừ.
tôi chạy rồi ai chạy lại, chạy không có. Dễ gì, trời ơi, thấy ông mà chạy nhất nhất thôi chứ không có ai mà chạy. Nên cái mồi. Rồi bao nhiêu đây ăn mệt xỉu không? Mệt xỉu rồi. Còn gì bằng nữa? 5.000 thức ăn từ mồi. Trời, quá trời luôn cả nhà. Hai thùng luôn. Này có hai chai mà cái thùng này hai chai. Thôi. Dễ kiếm ăn quá không? Trứng nó quá trời trứng nữa. Không được bự ha. Xay mà. Vô lấy cái gỗ không nọ coi. Hàng này hàng xay mà. Hàng chả. Hàng chả. Thì mớ cái thịt mớ nó trộn vô. Đậm rồi. Mình ăn là mình mới thịt chứ. Quá trời đã luôn. Đã bắt đầu rồi. Chưa sạn mà. Ngày nào cũng cảm giác vậy đó.